Thưa quý vị và các bạn, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Tĩnh tính đến tháng 10 năm 2015 là 75 tỷ đồng. Bên cạnh nhiều doanh nghiệp lấy lý do là làm ăn thua lỗ và không đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ, thì điều đáng ngạc nhiên là ngay cả một số đơn vị thuộc khối đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương ngân sách cũng không nộp, và điều này đồng nghĩa là hàng nghìn lao động đang bị chiếm dụng công sức và xâm hại quyền lợi. 3 năm sau tai nạn lao động, mất 56% sức lao động. Nhưng cho đến nay, anh Hoàng Minh Giang ở thị trấn Thạch Hà vẫn cố bám trụ với công việc này. Do trước đây anh không được chủ doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, nên hiện tại mức trợ cấp sau tai nạn được chi trả quá ít, không đủ để trang trải cuộc sống. Nó quá thấp đi, vì 56% so với cái mức đóng bảo hiểm ở đây. Hiện nay tôi chỉ hưởng được 980 mấy ngàn đồng đó. Thì theo cái thời giá hiện nay mà 56% mức lao động thì quá thấp. Hiện đang có khoảng 400 doanh nghiệp và hợp tác xã ở Hà Tĩnh nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó có cả những đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp, nghĩa là những đơn vị hưởng lương ngân sách và việc trích nộp bảo hiểm nằm trong danh mục chi thường xuyên của đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, số tiền mà khối hành chính sự nghiệp đang nợ là trên 14 tỷ đồng. Nợ nhiều nhất vẫn là các trường học và Ủy ban Nhân dân các xã. Có rất nhiều lý do để các đơn vị trong khối sự nghiệp hành chính nêu ra. Chẳng hạn như là chưa thực hiện được kế hoạch thu chi được duyệt từ đầu năm, hoặc là phải ưu tiên kinh phí cho các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trước mắt. Thậm chí có đơn vị còn cho rằng việc chậm nạp, đóng nạp bảo hiểm xã hội còn là do bộ phận phụ trách là kế toán bận quá nhiều việc nên chưa có thời gian để nộp. Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn gửi các ban ngành đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, kết quả mang lại vẫn còn hết sức hạn chế. Sau khi đã tòa đã tuyên án và đơn các đơn vị nợ đồng này, họ đã chấp thuận cái số nợ này với con bảo hiểm xã hội rồi và chuyển sang con thi hành án, thì cái việc thu hồi được tiền là rất khó, hiện nay mới chiếm được khoảng 15-17% thôi. Bởi vì khi chuyển sang cơ quan thi hành án, cơ quan thi hành án thực thi pháp luật thì hầu như là các tài khoản của các doanh nghiệp này là đều cái số dư là đều là không có. Vì thế cho nên là rất khó được cơ quan thi hành án để mà thu hồi được cái số tiền này để chuyển trả cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo thực thi pháp luật. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 10 năm 2015, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 75 tỷ đồng. 75 tỷ, nghĩa là chiếm đến 4,5% số thu năm 2015. Đây là năm mà số nợ bảo hiểm lũy kế cao nhất từ trước tới nay. Lẽ dĩ nhiên, một khi các đơn vị không thực hiện nghĩa vụ đóng nộp bảo hiểm, thì cơ quan bảo hiểm không thể giải quyết chế độ liên quan đến người lao động. Và rốt cục, chịu thiệt thòi vẫn là người lao động.